trường đại học FPT của BIM. Bây giờ mình đang học khóa K191 full stack PHP tại Việt Pro. Cái cảm nhận của mình về cái lớp học này thì mình thấy học khá là ok. Thầy giáo thì là Tuấn Hạnh, thầy tâm huyết, bài giảng là giảng hết tất cả bài từ đầu đến cuối rồi mọi người mới được ra về. Tiến độ học hay quá trình học thì thầy đảm bảo cho tất cả mọi người rằng ai cũng có tiến trình làm đồ án hoàn tất. Đến cuối khóa học thì chúng mình có một khóa bảo vệ, thì tại đây thầy sẽ hướng dẫn tất cả mọi người để bảo vệ môn sao cho phù hợp và để gọi là vượt qua môn này để tới khóa học tiếp theo.